Em đọc nhiều sách lắm cơ mà Nhiên. Tại sao em dùng hạ sách như thế hả Nhiên? Em có biết dùng cái đầu để mà suy nghĩ không? Em đang cố gắng dùng đầu để suy nghĩ đấy. Nhưng mà gần đây anh lại làm cho em cảm thấy bất an. Em bất an cái gì? Chẳng phải mọi thứ đang đúng kế hoạch hay sao? Mà chính em, chính em là người đẩy anh vào kế hoạch này. Chúng ta đồng hành cùng nhau và đích đến đang rất gần. Nhưng tại sao vậy? Tại sao em lại như thế? Đúng là em có mất kiểm soát. Nhiều lúc em cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng mà anh vào vai nhập tâm quá. Em sợ đấy.